Mận đang làm món, chuẩn bị làm món hamburger chay cho ngày hôm nay. Gồm có hạt kina này. Món hamburger chay của ngày hôm nay gồm có hạt kina này, có ớt ngọt này và có đậu, đậu gà. Của đậu gà bây giờ mình làm muộn rồi, ở Việt Nam làm tốc tốc. Là nhanh hay nhanh, bởi vì cậu con trai đi bơi về cho bạn ấy đói lắm, nên bạn ấy sẽ đói là bạn ấy sẽ phải đòi ăn ngay ấy. Cho nên là mình là tranh thủ cái món hamburger chay ngày hôm nay mình làm thì mình có ớt ngọt nhé, là ớt chuông của mình này. Thái cấp tốc cái ớt chuông, thích có màu vàng hoặc là màu đỏ tùy theo cái màu các bạn thích, mình thích có cái màu sắc. Vụn ra thì nó không bị ngon chưa. Trong bếp thì mình đang xào cái đang làm cái món hành, mình gọi là caramel hành đấy, hành rất là ngon cho cái món hamburger này. Mình dùng một quả ớt ngọt nhé, sau đó là sẽ cho lấy một cái thìa lớn như này, kina, hạt diêm mạch à, mình trộn đều lên vào. Rồi, món hamburger chay ngon lắm, và một chút hành tây, một chút tỏi. Còn cái hạt đậu gà nữa, có hạt đậu gà nữa. Đây là cái hạt đậu gà này. Đấy, mình cũng vừa hầm hạt đậu gà xong. Hai xuyên bên cua hai đi. Cho mọi vừa đi làm về xong. Cái hạt đậu gà này mình sẽ cho vào máy xay. Mình sẽ cho vào máy xay này để xay nó nhỏ ra. Mình hầm sẵn rồi cho nên rất là ngon, ngon lắm. Mà làm cái hai luôn. Đậu gà thì mình đã vừa xay mịn ra rồi nhé. Bây giờ sẽ cho vào cái bát này. Đang làm rất là tranh thủ, rất là nhanh, bởi vì cũng muộn rồi. Hôm nay Hải quay nhiều phim quá, xong rồi mình cho cái đậu gà mình vừa xay mịn ra cho bạn đây. Tuyệt vời, vậy là xong. Đậu gà mình cho rồi, bây giờ cho củ hành tây nữa, mình thái củ hành tây nữa mình cho vào cho nó thơm, nó ngon. Một củ hành tây nhỏ thôi, mình thái nhỏ thật nhỏ. Cho một chút
chút xíu bột ớt thôi, bởi vì cho nó có hơi bị cay cay một chút, nhưng không cho nhiều quá, bởi vì sợ cay con trai không ăn được. Trời ơi, nhìn thấy hơi nhiều. Các bạn biết không, mình sẽ cho một chút bột yến mạch này vào, mục đích là mình sẽ giữ nó không, nó làm cho cái burger của mình ấy nó không bở ra. Một chút xíu thôi, mình làm quen rồi cho nên là mình cũng không phải lo cái khoản. Bây giờ là sẽ bóp đều nhé. Tôi thấy là sau đó mình bóp thật đều, hỗn hợp lại. Tôi sẽ cho một chút ketchup và một cái gì đó ngọt ngọt vào để cho cái món hamburger của mình nó thêm hấp dẫn. Đảo nồi hành. Trong bếp mình đang nướng khoai tây nướng nên là một tay mấy việc luôn. Tôi sẽ cho một chút ketchup cho ngày hôm nay cho vào để cho nó có cái vị ngọt ngọt cho nó dễ ăn, cho nó ngon nữa. Cho một thìa tương ớt ketchup cho nó sẽ có cái vị ngon ngon. Mình sẽ cho lá rau thơm rồi nữa, nếu như mình thích. Nhưng hiện tại mình có cái lá gì đâu. Hamburger chay của tớ đấy, đã xong rồi. Bây giờ tớ sẽ tạo thành những cái hamburger nhỏ xinh xinh. Viên thành những cái hạt cơm nhỏ xinh xinh rất là đơn giản. Sau đó ta sẽ làm cái sốt, mình sẽ làm cái viên thành những cái hạt cơm nhỏ xinh xinh, sau đó là mình sẽ làm cái sốt cho cái món hamburger ngày hôm nay. Sốt mayonnaise rất là sẽ rất là ngon. Cái sốt gì đó nó các bạn viên nóng như thế này. Xong bẹt nó ra. Viên nóng xong bẹt nó ra như này thôi. Cho vào đây. Chắc mình cho lên chảo. Như thế này. Tôi đang làm tốc tốc. Sao hôm nay biết thì làm gì mà thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ? Cái luẩn quẩn trong bếp thôi này cũng rất là thời gian trôi rất là nhanh ấy, mọi người có thấy thế không ạ? Thôi tôi sẽ làm 4 cái bánh hamburger to đại bác này. Rất là thơm. Bốn cái bánh hamburger to đại bác của tôi đã xong. Tôi sẽ để ở đây chút, tôi cho lên chảo luôn. Bây giờ mình sẽ để sang bên cạnh nhá. Bây giờ mình cho lên chảo. Tớ sẽ làm cái sừng sốt để ăn cái bánh hamburger ngày hôm nay. Tớ đang rất là vội bởi vì biết tại sao cậu con trai đi bơi rồi, chồng tớ đi làm rồi, đến giờ ăn tối trong 6 giờ rồi. Ôi nhiều khi vội quá mình tẩu hỏa nhập ma mất. Nhưng đến cái giờ đói ai cũng đói kiểu gì cũng kêu ầm lên. Đặc biệt là cái bạn nhỏ nhỏ xinh xinh kia, bạn mà đói bạn kêu ầm lên. Cái sốt mà dressing cho cái món hamburger ngày hôm nay của tớ làm rất đơn giản lắm. Dùng cái sốt mayonnaise này, một cái sốt này rất là ngon nhé. Cho một chút tương ớt, ketchup này vào cho nó có vị ngọt ngọt. Cứ làm thế kiểu là sốt Thousand Island cho một thìa. Mình ăn chay thì mình phải ăn ngon. Rồi tớ sẽ cho thêm một chút nữa cái mùi tạt này vào. Ngon lắm. Ôi, mình vội quá. Cho một thìa mùi tạt vào, mình vội quá. Mình trộn thật đều như thế này. Mình thử xem. Rồi bây giờ mình phải nếm. Mình sẽ cần chút hạt tiêu đi. Cái sốt hamburger của mình có vị hơi là ngọt một chút, bởi vì cái ketchup nó ngọt. Cho một chút muối nhé. Đấy, cái sốt hamburger rất là đơn giản. Cho thêm một chút cay đi.
Cái nước cay này. Rồi. Rất là ngon rồi. Mình nhìn thấy được cái mùi cháy cháy. Trời ơi, đây rồi. Khoai lang. Cái khoai lang nướng cho cậu con trai của tôi đã xong. Để cả đêm. Nóng lắm. Đã xong rồi nha. Chiếc hamburger của mình cũng đã xong. Mọi người thấy làm chiếc hamburger này nhanh nhỉ? Nướng lại một lần nữa. Rất là ngon. Ngon quá. Còn đây là bánh hamburger mà tớ cũng tự làm này. Vỏ bánh hamburger hôm nay tớ cũng tự làm. Và tớ cũng bày các bạn cách làm đấy. Ngon quá. Bây giờ tớ sẽ lấy cái phần hamburger của tớ ra. Bây giờ cái bếp của tớ nó hơi chật rồi đây. Tớ rất là nhiều thứ. Đây là phần onion, nghĩa là phần hành. Mình làm caramelize, nghĩa là mình làm cho nó vàng ngon như thế này. Và caramelize đấy, rất là ngon. Cái món này ăn cùng với. Còn đây là cái burger của tớ. Cái nhân bánh burger mọi người nhìn thấy ngon chưa? Giờ mình cứ cả chỗ để mình vô ra. Có chỗ để. Làm sao? Mình uống nước nhá, uống nước chưa? Bình nước còn đâu, uống nước to đi. Đấy chưa, đến cái giờ đói thì bạn nào cũng kêu lên. Đấy, đến giờ đói rồi đấy. Đến giờ đói thì bạn nào cũng kêu ầm lên. À, đây là cái bánh hamburger mình đã cắt sẵn rồi này. Làm sao? Đến cái giờ ăn đói rồi đúng không? Mình ăn bánh tránh da nóng lắm con, tránh da nóng lắm con ơi. Thì mình ăn làm bánh hamburger cho con này. Thế làm sao? Đấy. À, con ăn xong là bị mặn, xong là môi con bị nẻ, xong là bị đau gì. Ok, thôi uống tí nước đi, hết đi mấy. À, mình cho phô mai nhá. Cho phô mai, ăn phô mai nhá. Ok. Ăn phô mai này. Ok. Đấy, đến cái giờ đói là các bạn ý. Đến cái giờ đói là các bạn ý kêu ầm lên. Nào, đâu rồi nào, phô mai đây. Rồi, ăn phô mai, một miếng phô mai đi đi nhanh lên. Nên chuẩn bị burger cho con này. Ồ, nó to quá. Nó to quá, bạn nghe thấy bạn đòi này. Cách mà tớ làm bánh burger rất đơn giản. Tớ sẽ cho một cái sốt burger trước. Quên em một cái sốt này. Ngon chưa? Quét vào hai cái mặt này này. Sau đó, trời ơi, cái nhân bánh burger hôm nay tớ làm to quá. Sau đó nó cho cái hành mà tớ đã caramelize nó ra như thế này rồi. Đấy. Sẽ cho phần nhân nhé. Ôi, cái phần nhân bánh hamburger hôm nay tớ làm nó to đùng. Ok, không sao. To thì ăn to vậy. Cho mình ấy nhỏ ra được mà. Mình cho cái phần nhân hamburger là vào như này. Cái nó rơi. Nó rơi, nó vỡ. Ôi, nó vỡ tung té rồi. Được rồi. Phần nhân rất là ngon. Úp lên. Cho thêm một chút hành nữa lên trên. Vì cái hành này nó làm cái vị ngọt cho bánh rất là dễ ăn. Mình sẽ cho thêm một chút hành nữa lên trên như thế này. Nhiều bạn nào có kim chi đấy nhỉ? Cái kim chi nó rất là tuyệt vời. Đã xong. Và đây, mọi người nhìn chiếc bánh burger tớ. Ngon chưa? To đùng to đoàn. Ngon nhỉ? Giờ chuẩn bị ăn tối thôi. Ôi, tớ làm thêm hai cái nữa nhé. Ngon quá. Cái hành của mình làm này rất là ngon, rất là dễ ăn.
nó sẽ làm cái nữa. Cả ra để cắt ra. Bánh mì tự làm ngon nhỉ. Quét lớp sốt này. Quét hai lớp sốt đi. Quét hai mặt lớp sốt. Ngon quá, mình vừa làm gần bụng. Thứ hai ở khi ở nhà mình nấu ăn, mình hay vừa nấu mình vừa thử ấy. Để cho thêm một lớp như này nữa. Bây giờ mình cho cái gì đây nhỉ? Trời ơi nhiều cái quá. Cái bánh này tôi làm hơi to, tôi sẽ làm cho nó nhỏ hơn một chút. Bổ nó thôi. Nó dễ ăn không bị tung ra. Đấy, tôi đã làm xong hai cái bánh hamburger rất là ngon. Cho chồng tới vợ con trai. Ngon quá. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ra cái khay này để mình trang trí. Mình cho cái phần một bánh mì này mình sủi. Bây giờ tớ sẽ cho cái khoai tây mà tớ nướng giòn ấy cho vào đây. Tuyệt vời. Vào đây. Wow, tuyệt vời. Xong chưa? Vậy là tớ đã xong món bánh hamburger chay cho ngày hôm nay cho bữa tối. Thì sau cái video ngày hôm nay, tớ chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món bánh ngon. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.